Mày hát cái bài chết tiệt này được 4 tiếng rồi đó Dương Chi. Mày ngậm cái mỏ lại được chưa? Hay là để tao bẻ cái họng của mày? Ê, vậy cái lần ông phá tôi thì sao? Cứ qua có lại đi chứ. Quạch được phát nhức đầu rồi nha. Tao làm vậy hồi nào mày? Cái lần ông lại nhảy bá giá bù dụ chứ gì nữa. Trong trường ai cũng xa lánh tôi hết. Tao tuyệt đối không có bá giá bù dụ. Bá giá bù dụ. Mày câm được chưa xú? Bá giá bù dụ. Ê, lần đó đói bụng quá nên nó nhảm, không tính mày. Vậy còn cái lần mà chọc gái ngoài đường thì sao? Sao mà xách nhiều đồ quá vậy nè? Em ơi, đò bóp đít cái coi. Mày mới nói cái gì đó? Ê, không phải tôi. Thằng xú nó nói á. Ai à, à, ui à. Hả? Bà giá bù dù. Không phải tôi. Mới có 2 lần mà để bụng dữ vậy? Xí xóa nha. Ê, sao mà người tập trung đông đủ quá vậy? Quên nữa, Dương Chi, đây là Unumaku Toge, là senpai đó. À, em là Dương Chi, em có con quỷ ở bên trong. Ủa, nói gì vậy? Toge có năng lực chú ngôn, nên cậu ấy nói mim để tránh sử dụng sức mạnh. Nếu không, cậu ấy có thể làm người ta làm theo hoặc trả lời mệnh lệnh của mình. Cũng có thể làm tổn thương lên cơ thể, hoặc emotional damage. Chính xác. Wow, cha Ubi vậy? Xạo hả? Làm thử coi. Thôi, đừng có chơi ngu Dương Chi. Trời ơi, cái gì đâu mà sợ. Chuyện gì có thể xảy ra chứ. Xu hướng tính dục của cậu là gì? Tôi là trai thẳng 70%. Ủa, sao có 70% vậy? Vậy có nghĩa là chú mày 30% BD hả? Có đâu. Không sao đâu Dương Chi, hãy tự hào là LGBT đi. Ê, tao không có gay nha. Tao là 100% chơi thẳng mà. Nói thật đi. Tôi đã thua No Nut November vì xem hình thầy Gojo. What the fuck? Thấy ghê quá. Nhưng mà ai mà không mê Gojo chứ hả? Đó, nó nói mày BD mà mày đâu có chịu tin. Alo. Sánh chờ FIFA đông đủ quá ha. Trước khi bắt đầu, thầy xin nói vài lời. Alo. Cái gì vậy trời? Ổng lên cơn nữa rồi bay ơi. Chơi đẹp tóc trắng này chắc bị khùng quá bay ơi. Mấy người sắp chết hay nói nhảm á. Thôi, giỡn xíu, để đỡ căng thẳng đó mà. Ta đỡ dữ chưa? Ai học ổng chắc bị bại não luôn. Hôm nay cứ quýnh lộ quýnh lạo chém sẹt để nâng cao kỹ năng nha. Nhưng mà đứa nào mà đụng bé ý tâm đồ như Dương Chi bé bỏng là thầy cho một vé đi tham quan vô y tên cậy đó nha. Còn lại xả láng đi. À mà Dương Chi nhớ ăn uống đầy đủ nha em. Em mà bị gì là thầy lo lắm đó. Còn tụi kia đứng đó chờ gì nữa, tiếu lộn lẹ lên. What the fuck? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Hello, cậu là Dương Chi có phải không? Dương Chi nè. Thực thức của mày là gì vậy? Ê, thôi, để kiếm bé trai khác gì. Chờ đã, thực thức của tao là móc trái, móc phải, chút đủ ngon thằng khốn kiếp. Nhà anh chồng mít thái, năm bán được có nhiêu đâu à? Mít thái cái gì chứ, ăn mít túi địch lắm, không thích ăn. Anh đây có chuyện muốn hỏi Dương Chi đúng không? Gu của chú mày là gì? Nếu mày trả lời đúng thì anh sẽ tha cho. Thấy mẹ rồi, cao to, đô như vậy mà cởi trần lộ thiên giữa ban ngày, chắc chắn là gay. Nhìn to đô 6 múi chắc gì là gay. Sao đây ta? Khó quá. Trả lời nhanh lên. Chọn cái nào giờ ta? Tôi thích đàn ông á. Đi chết đi. Chết đi. Thật là đáng thất vọng. Từ từ đã, tôi không phải là cái Ăn. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Hơi thở của chú thuật sư. Thật thứ nhất. Trời ơi, Iron Man chú thuật sư. Mà khoan, bộ máy người tin giết tôi đó hả? Trời ơi. Có đâu. À, đuổi bắt cho vui thôi à. Phải, tập luyện thôi. Ê, mấy đứa, thầy thấy hết đó nha. Mấy đứa định làm gì bé Dương Chi vậy? What the fuck? Đi chỗ khác chơi hay muốn ném táo xanh táo đỏ? Chạy 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 chạy
móc phải, chúc ngủ ngon, móc trái, móc phải, chúc ngủ ngon, móc trái, móc phải, chúc ngủ ngon. Thực thức móc trái móc phải của cậu như đây là chưa đủ đâu. Muốn thành một chú thực sự mạnh, ngoài biến thái và dâm tặc, cậu cần phải biết một điều khác nữa. Để tôi đi được chưa vậy? Từ từ, chưa nói xong. Muốn mạnh hơn, cậu phải đạt đến đỉnh của LGBT. Hả? Chứ không phải ông ghét gay hả? Chỉ là giả bộ thôi, giấu đi bản chất giúp chúng ta mạnh hơn đó. Hãy nhìn vào cơ thể quyến rũ này đi. Nhìn anh đi Dương Chi, chạm vào bờ ngực, chạm vào cơ thể anh đi Dương Chi. Hãy cảm nhận tình yêu rực lửa trong cơ thể, biến năng lượng LGBT này thành sức mạnh. Đúng vậy đó Dương Chi, năng lượng LGBT đã làm cho ta trở thành chú thực sư mạnh nhất mọi thời đại đó. Mình nhận ra rồi, năng lượng này. Cảm ơn anh, Todo. Em cảm nhận được rồi. Sức mạnh LGBT. Đúng vậy Dương Chi. Để anh cảm nhận anh đi. Mở khóa. Sức mạnh LGBT.